Hello, chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nhé. Trong video ngày hôm nay thì bạn sẽ cùng mình cho ta đến một sự kiện mới mà Liên Quân phát free rất là nhiều skin luôn, cực kỳ ngon và xịn sò, mà cách nhận ấy cũng rất là dễ, nên là mình sẽ review qua tới cho tất cả bạn nhé. Các bạn đang xem video đừng quên là like, đăng ký kênh và chuông của chúng mình. Sắp tới có các sự kiện mới này hoặc là có các thông tin gì mình sẽ cập nhật sớm nhất, mới nhất cho tất cả bạn luôn nhé. Rồi, và hiện tại thì chúng ta cũng đang có khá là nhiều sự kiện trong game đó, nhưng mà sự kiện này ấy thì đặc biệt hơn, nhận được rất là nhiều skin, nên là sau đây các bạn sẽ cùng mình chúng ta qua một cách khác để chúng ta chơi sự kiện này luôn tất cả bạn nhá. Tiếp theo thì mình có vào trong một đoạn khác xong rồi thì chúng ta có sự kiện mừng trở lại này. Sự kiện này thì mới được Liên Quân làm mới xong nên là mình sẽ cập nhật các phần quà mới cũng như là giao diện cho các bạn xem nhá. Đầu tiên khi mà các bạn vào thì chúng ta có thưởng trận đầu. Ui, các bạn thấy không? Ở đây thì mình thấy là chúng ta có Zuka gấu nhồi bông này, rồi là dương trang phục kèm theo là mảnh ngọc các bạn nhá. Ở đây các bạn khi mà quay lại vào trong game, chúng ta chỉ cần hoàn thành xong một trận đấu thôi là các bạn sẽ nhận được phần quà này. Và ở cái phần quà đầu tiên đó chính là skin này ấy, mình thấy là mỗi người nhá, mỗi người quay trở lại sẽ có các skin khác nhau chứ không phải là giống nhau đâu các bạn ơi. Có rất là nhiều người thì nhận được các skin khác nữa, rất là ngon và xịn sò luôn, nên là các bạn có thể thử xem nhá. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu một trận để mình nhận phần quà này luôn. Các bạn chờ mình chút xíu nhá, mình cắt qua đoạn này. Ở đây thì mình có vừa mới hoàn thành xong một trận rồi các bạn ơi. Đây mình sẽ tiếp tục ra xem chúng ta nhận phần quà kia, mình mở dương trang phục coi chúng ta có trang phục gì các bạn nhá. Ui, mình tiếp tục luôn này. Ok, nói chung là lâu rồi mới chơi ấy nên là nó cũng khá là dễ. Ở đây thì chúng ta sẽ có dương trang phục chọn một, nhưng mà mình thấy ấy ở phía trên nhá ghi là dương trang phục chọn một, mà tại sao ở dưới ghi là dương tướng chọn một hoặc 5 giấy bậc S các bạn nhờ, để sử dụng mình xem nhá. Kèm theo thì chúng ta nhận được Zuka gấu nhồi bông ở này. Ui, rất là ngon nhờ. Rồi mình sẽ ra sảnh để mình mở thử xem nhá. Đây chúng ta có dương trang phục chọn một đây rồi. Đó, và khi mà các bạn chúng ta thừa thắng xông lên, ui, chúng ta tiếp tục chiến đấu ấy, các bạn lại nhận thêm đó chính là Ryoma thợ săn tiền thưởng này và dương trang phục nữa các bạn nhá. Ở đây thì mình thấy là chúng ta có một dương, mình mở ra thì chúng ta có skin của Theo Anat này, skin của Arthur và skin của Anate nhá. Ba skin này tại sao ở trong kia ấy mình thấy là ghi là chọn giới bùa bậc S các kiểu này các bạn nhá. Có lẽ là bên Liên Quân người ta ghi lỗi thôi các bạn, chứ thực ra ấy thì chúng ta đây, sorry các bạn. Chúng ta sẽ có phía ở phía dưới đây các bạn nhá. Đây mình vào trong chỗ gần đây nhận thì nó ở phía dưới này, dưới đây này. Thì khi mà các bạn mở dương này ra ấy, chúng ta có 5 giấy bùa tuyệt sắc này. Ui, ngon nhá. Mình cứ tưởng là giấy bùa bậc S, nhưng mà thật ra là khi chúng ta mở ra ấy, chúng ta nhận được 5 giấy bùa tuyệt sắc cơ, rất là ngon. Tiếp theo là skin của Violet phó học tập này, Chrissy phó văn nghệ, Anette này. Ui, mình thấy là phần quà như thế này rất là ngon nhá. Nếu mà các bạn không thích skin ấy, chúng ta có thể chọn vào 5 giấy bùa tuyệt sắc để xíu nữa mình sẽ thử vận may xem nó sẽ như thế nào nhá. Còn sự kiện mừng trở lại thì nếu mà các bạn chúng ta muốn nhận được thợ săn tiền thưởng và dương này tiếp ấy, thì chúng ta cần 2 tiếng nữa. Đó, 2 tiếng nữa các bạn chơi thêm một trận đấu thì chúng ta sẽ nhận tiếp được các phần quà này nhá. Ôi, mình thấy là như thế này rất là ngon nhá. Tiếp tục lại nhận được thêm cái dương này nữa. Dương này thì nếu mà chúng ta chọn lại thêm được 5 giấy về bộ tuyệt sắc các bạn nhờ. Mình thấy quá là ngon và tuyệt vời luôn đấy. Tiếp theo dưới đây thì chúng ta có shop trở lại nhá. Shop trở lại thì các bạn có thể mua skin cũng như là các vị tướng, giá rất là rẻ luôn. Phoenix này, skin Phoenix được giảm 80% luôn các bạn ơi, chỉ với giá là 59 con huy, mình thấy cũng được đấy. Tiếp theo dưới đây nhá, các bạn sẽ có một sự kiện nạp nhận thưởng. Khi mà chúng ta nạp con huy ấy thì các bạn sẽ nhận được đó chính là dương trang phục có Morgana pháp sư mèo, Morgana đồ thần đao, Violet đặc dị này, Ari cấm vệ nguyệt tộc và Arum quản lý tài năng nhá. Ngoài ra thì chúng ta có thêm các dương mảnh tướng, dương trang phục và dương tướng nữa. Ok, mình thấy là cũng khá là ngon các bạn nhờ. Ngoài ra nhá, khi mà chúng ta nạp con huy vào có sự kiện nạp nhận thưởng này, lại có thêm một sự kiện nữa, đó chính là nạp lần đầu để các bạn nhận các dây bùa bậc S này, dương trang phục các kiểu nữa. Ôi, nói chung là cập nhật các sự kiện như thế này thì bên Liên Quân khá là chăm chút những người mà chúng ta quay trở lại vào trong game với các bạn nhờ. Phần quà rất là ngon và xịn sò luôn. Đó, ở đây thì mình sẽ qua thêm phần quà đấu hạng nhá. Khi mà các bạn chúng ta đấu hạng đủ trận ấy thì bạn sẽ nhận được các phần quà nữa rất là ngon, như là 5 giây bùa bậc S này. Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có dương tướng nhá, được chọn một trong các skin này, như là của Achit này, Liliana. Đó, ui, ở đây chúng ta có cả Liliana Hồ Quý Phi này, và có cả hai vị tướng luôn các bạn nhá, của Achit và Liliana luôn. Mình thấy là cũng khá là ngon các bạn nhờ.
Đây thì mình nhận được dương gì đây? Dương mảnh ngọc 1000 các bạn ơi. Tiếp theo là 500 vàng. Đó, khi mà chúng ta chỉ cần hoàn thành 20 trận thôi các bạn nhá là chúng ta được nhận quà rồi. Ui, khá là ok nhỉ. Tiếp theo ở phía dưới đây nhá, khi mà chúng ta hoàn thành xong 10 trận hạng ấy, các bạn sẽ có 5 giây bùa bậc S này. Rồi tiếp tục chúng ta nhận được các skin này. Ui, khá là ok nhỉ. Các skin và vị tướng Lindis kèm theo Chanel nữa. Sự kiện quay trở lại lần này mình thấy đánh giá là quà rất là ngon. Và nhiều bạn đang thắc mắc là không biết là làm sao để có sự kiện quay trở lại như thế này đúng không? Thì các bạn nhớ giúp cho mình, chúng ta cứ offline trên 30 ngày là chúng ta sẽ có sự kiện quay trở lại này nhá. Ở đây mình sang thêm phần đó chính là đấu mỗi ngày nữa. Qua 7 ngày của chúng ta thì sẽ có cái gì đây ta? Đây thì mình nhận phần quà xong rồi các bạn nhá. Thắng trận mỗi ngày thì đây, thắng trận mỗi ngày thì bạn sẽ nhận được quà trang phục và quà tướng. Ui, cực kỳ chất luôn các bạn nhá. Đây thì mình xem chúng ta sẽ có các phần quà gì nhá. Đây mình sẽ thấy là chúng ta có các vị tướng như là Severa này, skin vị tướng Isa, Cafeni, Omen các kiểu các bạn nhá. Ngày đầu tiên ấy, ngày đầu tiên nếu mà các bạn chơi một trận hạng thì chúng ta sẽ nhận được tướng này. Và ngày thứ hai nếu mà chúng ta chơi đấu hạng thì bạn sẽ được chọn một trong các skin này, ví dụ như là Severa quý tiểu thư này, rồi là skin của Isa các kiểu này. Nhưng mà mấy skin này chỉ là skin bậc A thôi các bạn nhá. Đến ngày thứ ba ấy, các bạn sẽ được chọn một trong 6 vị tướng. À sorry các bạn, một trong 5 vị tướng này các bạn nhá. Đến ngày thứ tư để mình xem nào. Ngày thứ tư thì tiếp tục được chọn skin này. Ngày thứ tư thì cũng có các skin nhưng mà chỉ bậc A thôi các bạn nhá. Đó, phần này thì skin nó hơi cùi một chút xíu. Còn ngày thứ năm thì mình xem sẽ được gì đây. Ngày thứ năm được 1000 mảnh ngọc. Ngày thứ sáu được 1000 mảnh ngọc tiếp này. Và ngày thứ bảy thì chúng ta được 10 dãy bùa huyền bí nhá. Ok, đây là phần quà của đấu mỗi ngày. Còn đăng nhập nhận thưởng này. Ui, phần quà đăng nhập nhận thưởng này rất là ngon nhá. Điểm danh 7 ngày thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng lớn luôn. Ngày đầu tiên này thì các bạn sẽ có, ui, ngày đầu tiên thì các thể thử thôi các bạn ơi, khá là cùi. Tiếp theo nhá, đến ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có sao hộ mệnh. Đến ngày thứ ba thì chúng ta sẽ có dương trang phục chọn một. Ui, ở đây ghi là dương trang phục chọn một nhưng mà mình thấy là toàn các vị tướng thôi các bạn ơi. Các vị tướng nếu mà chúng ta chưa sở hữu ấy thì các bạn sẽ chọn, nhưng mà tại sao ở phía dưới thì nó ghi là dương trang phục chọn một này. Đây có lẽ là bên một cái lỗi ấy, ở bên phía liên quân người ta chưa sửa lại nhá. Rồi chúng ta có thêm mảnh ngọc ở ngày thứ tư, huy hiệu thân thiết ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Mình thấy là có các skin 2S này, có thật không nhở? Ôi, ở các skin 2S này ấy, dương trang phục chọn một nhưng mà các bạn chúng ta chỉ gọi là được thể thử mà thôi. Mình tưởng là nếu mà các skin 2S này chúng ta được chọn một trong 4 skin này thì chúng ta chắc chắn là sẽ chọn ngay skin của Violet tiểu bảy biển rồi, đúng không bạn nhở? Tại vì mình thấy rất là ngon luôn đấy. Ok, đến ngày thứ bảy này các bạn sẽ được chọn một trong các skin bậc A này các bạn nhá. Đó, theo mình đánh giá thì phần quà skin trong sự kiện trở lại như thế này thì cũng khá là ngon rồi, đặc biệt là phần khiêu chiến từ thằng sung lên đây này. Và khi này thì mình cũng có chọn đó chính là 5 giây bồ tuyệt sắc rồi ấy, thì để đây mình sẽ đi về thử xem không biết là chúng ta sẽ trúng phần quà gì không các bạn nhá. Hy vọng là chúng ta sẽ trúng gì đó. Ui không rồi, toàn trúng huy hiệu thôi các bạn ơi. Đó, huy hiệu này thì để mình qua phần đổi quà xem các bạn nhá. Đó, đổi xem chúng ta sẽ có đổi được phần quà gì hay không. Ở đây chúng ta chỉ có 23 huy hiệu thôi, 23 huy hiệu thì không đổi được cái gì cả các bạn ơi. Đó, khá là đáng tiếc là chúng ta không đổi được cái gì. Ok, nếu mà đổi được thì khá là ngon các bạn nhỉ, hoặc là chúng các skin khác thì khá là ok. Rồi thì giờ video mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn lại tất cả bạn trong những video sau hay hơn và bổ ích hơn các bạn nhé.